Liên tiếp bão lũ khiến lực lượng lao động từ các tỉnh miền Trung không lên Tây Nguyên được, nên nhu cầu tìm lao động hái cà phê trở nên bức bách. Mức giá thuê hái cà phê tại Câm Tum dao động từ 900 đến 950 000 đồng một tấn. Theo tính toán, để hái một hecta cà phê cần 10 nhân công làm việc trong 10 ngày mới hoàn thành. Nếu hái muộn, cà phê sẽ rụng hư, chất lượng nhân giảm. Tình trạng thiếu lao động mỗi khi vào mùa thu hoạch cà phê thường diễn ra. Tuy nhiên năm nay, lao động các tỉnh vào Nam, miền Trung bão lũ nên người thu hái càng khó hiện tại các gia đình chủ yếu phải tận dụng lao động trong nhà